Xin chào các bạn đang xem chuỗi clip chinh phục part 5 cùng với PMP English và hôm nay là tập số 17 cùng với Miss Hảo ha. Rồi mình sẽ cùng tìm hiểu tiếp tục 3 câu nữa trong bộ đề mà chúng ta đang chinh phục và hy vọng là với lượng kiến thức trong clip này thì các bạn sẽ có thể tự tin hơn một chút trong quá trình tự học của mình nha. Rồi bắt đầu nha các bạn. Rồi mình sẽ có 3 câu đúng không? Và trong quá trình mình làm bài thì các bạn nhớ là mình có thể dừng lại một tí xíu, tự làm trước rồi sau đó xem phần lời giải của cô ha. Và để làm kịp thời gian cả một cái đề thì đối với một câu phát 5 thì các bạn sẽ làm dao động từ khoảng 15 đến 30 giây thôi. Nếu được thì mình hãy canh giờ cho nó chính xác nha. Rồi, câu đầu tiên của mình là câu 119. Mình có những chữ như là those, which, them và whichever, whichever nói qua. Rồi, cái thằng which này, nói trước ha, nói trước về cái thằng which này. Nó là đại từ quan hệ và trước này nó sẽ thay thế cho một cái thằng danh từ mà danh từ đó phải là một cái danh từ chỉ vật nha. Và bản thân thằng which này có thể là một chủ ngữ và tân ngữ cho nên cái thành phần phía sau nó sẽ tùy thuộc. Nhưng mà mình phải nhớ là trước đó phải là một danh từ chỉ vật. Ok chưa? Rồi, chữ đâm này làm tân ngữ nè. Trước này phải có vợ chia thì nè. Còn từ whichever ha là bất cứ cái gì, bạn cái gì cho thôi. Cái này thì mình bỏ một gì cho nó nhanh chứ mình xét ngữ pháp cũng rườm rà lắm. Rồi, từ those này các bạn nhìn từ những người hoặc những cái này ha. Đấy. Về bên mình xét nè, cái chỗ này bạn sẽ thấy là mình ngắt cái dấu phẩy này rồi đúng không? Rồi, phía sau là who prepaid the registration fee. Mình đang có một cái thằng mệnh đề quan hệ này để giải thích cho mình cái thằng này. Tức là bạn đang cần phải điền chủ ngữ. Rồi, will receive và động từ ở full refund là tân ngữ đúng không? Vậy mình coi nè, chữ đâm này làm tân ngữ cho nên không điền được vị trí này rồi ha. Tại vì mình đang đứng trước động từ chia thì là mình phải có chủ ngữ. Rồi, whichever bất cứ cái gì hả? Nhưng mà mình thấy chỗ này là who này, who là người và thằng who này thay thế cho danh từ này, tức là hai cái này phải bằng nhau. Whichever nói về vật rồi, nó nói về vật không được nha các bạn. Rồi, không nhịp là bất cứ cái gì người mà, nghe nó kỳ lắm. Rồi, còn từ which này, bạn thấy không? Từ which cũng là vật luôn. Các bạn có thấy chữ who không? Nó không được ha. Vậy thì suy ra của chỗ này chỉ còn đáp án là câu A thôi. Và chỗ này rõ ràng who nhịp là người cho nên bạn dịch chỗ đó là những người. Vậy là xong, rất là nhẹ nhàng ha. Mình có thể dịch thêm hai kinship để học nè. Hai kinship có thể trong phát quan cũng gặp nè. Hai kinship là cái chuyến mà đi bộ, kiểu đi bộ đường dài, đi nhanh, đi leo núi ha. Rồi, nếu như cái chuyến đi này bị hủy, repaid, các bạn bữa trước mình học là từ pay nè, thanh toán không? Thêm chữ re là trước đúng không? Người nè, thanh toán trước cho cái registration fee, cho cái tiền phí đăng ký thì sẽ receive a full refund, thì sẽ nhận refund, sẽ nhận được cái khoản hoàn tiền đầy đủ. Vậy thì là những người đúng không? Người nào thanh toán trước rồi thì sẽ được hoàn tiền. Vậy thôi, hiking trip là chuyến đi. Refund là danh từ tiền hoàn lại nha. Rồi, câu 20. Declines, impact và impede. Ok chưa? Có S đúng không? Vậy mình nhìn nè, tại sao lại có S ở chỗ đó? Nó gì đó? Đây, S nè. Trạng từ hồi nãy cô bảo là những cái thằng nào mà trạng từ thì mình có thể bỏ đi ha, bỏ qua đi khi mà mình xét. Rồi, đền vợ ha, during là giới từ. Vậy mình đang điền động từ và đó là một verb nội. Ok chưa? Tại vì không có tân ngữ. Mình có chữ decline hoặc là go down nè. Rồi, hoặc là decrease nè. Đó, tức là mình đã thể hiện cho người ta biết là cái chỗ đó nó bị giảm xuống. Chữ delay, hoãn hoặc trì hoãn. Rồi, impact là tác động. Và chữ impede là cản trở, làm cản trở hoặc là gây trở ngại cho người khác. Chủ ngữ lấy chữ cuối chị thôi. Lấy cái từ revenue là gì nè? Các cái công ty có revenue hàng năm. Revenue bạn nhìn vô chỗ đó là lợi nhuận. Đó, lợi nhuận của công ty này thường ha, typically, điển hình, thông thường là như thế nào đó trong những tháng mùa đông. Nhưng nhìn chữ bớt này, recover, phục hồi lại trong những tháng mùa xuân. Chữ phục hồi này theo chiều hướng là tốt nè, mà trước chữ bớt thì chỗ này chắc chắn là tiêu cực và xấu, thì bạn chẳng thấy có điểm decline đúng không ạ? Lợi nhuận giảm, những tháng mùa đông thì lợi nhuận giảm, thường nó sẽ giảm, nhưng mà vào những mùa xuân thì nó đã khôi phục lại. Mùa xuân người ta có tiền, người ta mua nhà nhiều hơn ha, real estate. Ok chưa? Decline, decrease, go down, fall, giảm xuống, học mấy cái từ đó. Rồi, câu thứ 3. May quá, câu này nó có một cái câu về cái phần ngữ pháp này cho các bạn ôn lại một tí xíu ha. Signify, significant, significance và significantly. Phân tích. Câu này có thể là động ha. Doesn't, significant, nhưng mà ngữ cảnh này là tính từ đi nha. Tại em bỏ ly đi nè. Em lấy chặt thì em bỏ ly đi nè. Còn cái chỗ mà significance, câu C này của mình á, đang là một cái danh từ chỉ vật ha. Rồi, có trạng đúng không? Nhớ không nhỉ? Nhớ có trạng không nhỉ?
ngữ pháp có trạng thì xét tính đầy đủ. Vậy chỗ này ngắt ở đây. Rồi, phía trước này là đang là tính nè. Ờ, tính từ chưa ngắt ha. Mà phải ngắt ở chỗ tính từ sở hữu x này nè. Xong bạn thấy chữ of đúng không? Of, of này là một giới từ cộng được cho mình là verb in và noun phrase. Nhưng mà chỗ này thằng x là bắt đầu một noun phrase thôi nè. Rồi mình ôn lại công thức của cụm danh từ, tận cùng sẽ điền danh từ. Vậy chỗ này sẽ chọn câu đáp án là câu C. Chữ significance á, mình có thể hiểu như là cái tầm quan trọng ha, cái tầm quan trọng mà historical, tầm quan trọng về mặt lịch sử, thì cô có thể chỗ này là cái ý nghĩa lịch sử cũng được. Rồi, câu này mình học thêm nè, coi thì có gì hay nè. Bình thường á, build đây là một động từ đúng không? Mình nói là muốn mà lấy động từ thì phải có chủ ngữ ở phía trước. Nhưng chỗ này không phải chia thì nha em nhé. Chỗ này là chữ build, nhìn cẩn thận. Tại vì cái verb không của nó, đó, cái verb không thì bạn đọc là build. Còn từ build đây nè, đang là động từ cột 3 và đây là dạng rút gọn của bị động. Được xây dựng vào năm 1967. Đó chính là cái bridge, cây cầu này. Lẽ ra người ta phải nói tên cây cầu trước, đúng không? Cây cầu này được xây dựng vào năm này và cây cầu này. Nhưng mà như vậy sẽ bị trùng chủ ngữ, hai chủ ngữ lặp lại. Cho nên là người ta sẽ rút gọn chủ ngữ cái mệnh đề thì thời gian mình để phụ đi ha. Mình nhìn nè, được xây dựng vào năm này. Cây cầu này thì đã được reserved. Rồi, reserve là được bảo tồn. Được bảo tồn ha, reserve. Danh từ của nó nè. Rồi, reservation, nó sự bảo tồn. Rồi, bạn có một danh từ nữa cũng hay gặp nè. Reservative. Đó, đây là danh từ nha. Danh từ reservative. Reservative này của mình dùng là chất bảo quản. Preservation là sự bảo tồn. Động từ preserve là bảo tồn hoặc bảo quản. Cây cầu thì bảo tồn ha. Cây cầu được bảo tồn bởi vì cái historical significance, bởi vì cái ý nghĩa lịch sử của cây cầu này. Đó, cái từ này học khá hay nha. Câu này học khá hay tại vì mình biết được một cái mệnh đề rút gọn theo dạng bị động nè. Lần sau các bạn có gặp thì các bạn cũng sẽ làm được dễ dàng thôi. Ok nhá. Rồi, mình xem lại bài, xem lại những gì mà mình học được và cùng tiếp tục chờ đón những clip lần sau cùng với cô Hảo và PMP English nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những chuỗi clip lần sau nhé. Bye bye.